Đấy, các bạn ơi, trên tay mình bây giờ là gọi là hàng thép gai. Đấy, trên tay mình bây giờ gọi là hàng thép gai. Các bạn chưa? Đấy, trên tay mình bây giờ gọi là hàng thép gai này. Đấy, cái hàng này bây giờ là gồm rất là nhiều cái sắc nhọn luôn này. Đó, thì có rất nhiều cái loại bờ rào. Có những cái bờ rào cao ngất ngưỡng, cao tầm độ 2-3 mét, mà có những bờ rào bằng sắt. Nhưng có những cái bờ rào các bạn nhìn chưa? Đấy, nó chỉ đơn giản là hai cái kia sắt này nó quấn vào với nhau. Và ở giữa này thì nó bó với nhau bằng một gọi là cái sắt bé hơn. Đó, nó quấn tròn với nhau như này các bạn nhìn chưa? Thì nó sẽ thể hiện sự sắc của nó. Thì cái mình gọi là mình xem rất là nhiều cái loại phim thì mình thấy có rất nhiều cái loại cái gọi là cái sắc cái dàn gọi là cái mình gọi là hàng rào đi. Cái hàng rào sắt này. Nó không tốn gì nhiều đất đâu, không tốn gì nhiều gạch. Đây là một khoảng này, nhưng mà cái khoảng này thì khá là khó để cho những cái con vật này hoặc con người có thể vào đây người ta lấy được cái đồ này. Đó, bảo vệ rất là chắc chắn nha. Nhưng mà cái này nó có cái ưu điểm của nó là bảo vệ nó rất là chắc chắn, và những cái này nó rất là sắc. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là ví dụ như mà những người nào mà mang cái kìm ấy, người ta cắt một phát này đứt này, hàng rào sắt này có vẻ cắt một phát này đứt này. Hàng rào sắt này của nhà mình khá là dài này, dài khoảng độ từ đoạn kia đến đoạn này mình đo trong khoảng tầm độ gần 1 km hàng rào sắt này. Từng một trụ này thì mình từng cố định nó bằng một cái gọi là thanh sắt thép, thanh sắt 6. Đấy, các bạn thấy sự cổ kính nhau chưa? Hàng rào này cũng phải độ gần được 10 năm rồi. Thì nó cũng hao, nó bị gọi là bị hao gọi là bị han dỉ theo tháng năm rồi, sao theo tháng năm rồi đấy. Đó, hàng rào này theo han dỉ hết rồi này. Đấy, thì cái này thì gọi là đây, cái sắt này khá là nhọn nhá, khá là sắc, các bạn phải sờ thử này, đâm thử này. Đấy, khá là sắc luôn cái hàng rào này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây thì mình cho các bạn xem luôn cả một dãy của nhà mình luôn. Đó, một dãy khá là dài. Đó, đấy. Nhà mình nuôi cả chó nhưng mà nhà mình vẫn phải sử dụng hàng rào này nhá. Rồi, khá là sắc này. Đó, thì bình ngày xưa ấy, người ta hay gọi là làm một cái hàng rào này, người ta để chống trộm này, chống trộm này, răng gọi là cơ giới đất này, tách biệt giữa nhà này với nhà kia này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, khá là sắc luôn này. Đấy, mọi thứ khá là sắc. Thì cái chỗ này thì đây cũng là một thanh sắt trụ này. Này, chỗ này thì ai chui được ra các bạn, ai chui được vào. Khoảng cách độ chỉ được 10 cm này thì người chui vào thì dính vào những cái sắt này thì khá là đau nhé các bạn này. Dính vào những cái sắt này khá là đau này. Đó, để mà người chui vào thì chắc không thể chui được. Tại vì cái vị trí mà người ta chui vào trong này thì gọi là nó khá là khó và khá là đau. Nên người ta sẽ gặp những cái hàng rào người ta cũng gọi là run sợ một phần nào. Bản thân mình gặp mình cũng khá là run sợ, tại vì mình sợ nên mình cũng chỉ sợ nó đứt vào tay. Đó, nhưng mà cái gọi là những cái sắt này thì nó cũng han rồi, mới lại nó cũng gọi là nó cũng bớt cùn đi một phần nào rồi. Đó. Thì đây là cái nhược điểm của nó nhá. Cái nhược điểm của cái bờ tường này thì gọi là cái ban đầu thì khá là sắc, nhưng mà cái để về sau thì nó không sắc như bây giờ nữa. À, các bạn mình cho các bạn xem này. À, để về sau nó không sắc như bây giờ nữa. Để về sau thì nó han này thì người ta có thể cắt nhỉ. Cắt này thì nó cũng đứt rồi. Đó, thì mình hay xem những cái bộ phim của người Mỹ. Người ta gọi là ngăn ranh giới giữa hai nước, người ta hay ngăn bằng cái rào sắt này, nhưng mà nó làm một cách dày hơn. Nếu mà cái độ bây giờ nhà mình chỉ có 3 tầng thôi, nhưng mà nếu mà nhà mình mà có thêm độ được 3-4 tầng nó san sát này thì nó không khác gì gọi là những cái tầng gọi là thép, cái tầng bờ tường cố định nhá. Mà cái này nó còn mang tính gọi là yếu tố gọi là nguy hiểm hơn, tại vì nó sờ và nó khá là đau, các bạn hiểu ý mình không? Đó, thì cái này thì nó cũng han rồi, nên người ta cầm cái kìm chỉ bẻ nhẹ thôi thì nó cũng khiến là gãy rồi, cũng khiến cho cái sắt này nó bị nung nay và nó gãy rồi các bạn ạ. Đó, đấy. Cả cái này thế này. Ví dụ như mà nhà mình mà làm cái sắt làm dày như này thì các bạn nghĩ trộm chạy được vào, không thể chui được qua nhé, rất là chắc chắn luôn nhé. Nếu mà làm dày này thì trộm chấp mọi loại trộm nhá, chấp 10 loại kìm nhá, cắt cũng không ra được. Cắt cái này thì vướng cái này thì nó rất là khó. Thì cái tầng này chỉ nhà mình chỉ có 3 tầng đấy nhá, 1 2 3 thì nó cũng khá là mỏng manh, nhưng cũng khá là khó chui vào nhá. Thì hôm nay mình giới thiệu qua gọi là hàng rào bảo vệ của nhà mình nhá. Ây da, mình sờ thử đây.
vẫn rất là đau nhá, cũng có thể bảo vệ thêm được chục năm nữa nhá. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhá. Xin chào nhá.